Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và hôm nay tượng của mình sẽ là bác thỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ có từ cô thỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng nha. Và hôm nay tượng của mình sẽ là thỏ mặc áo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô nha mọi người. Đầu tiên là mình tô nha. Mình tô phần mắt nha mọi người. Đầu tiên là mình tô phần áo nha. Mình tô áo màu tím nha mọi người ơi. Bây giờ mình tô màu tím nha. Chị đang bảo là nghe tháo phải sớm nhé, chị không chịu chấp đâu. Nhất là Quỳnh Anh về sớm cho bài của U. Tại vì hôm qua cái vụ hôm qua rồi, em mình đã đấy chị Lan Anh nói nha. Xong này nói sau đấy chị ra đến chị nói hết. Vụ gì? Thì hôm qua em về muộn đấy, tự nhiên mẹ em nhắn tin cho chị Lan Anh là sao làm gì mà thầy cũng chưa về, nên làm việc à? Xong rồi. Bây giờ là thằng này tí xong về sớm nhé. Là đến 10 giờ hay là 10 rưỡi luôn. Em trả nghỉ việc của em. Nhưng mà trên đây này, chị đang nghe ta bảo chị là kiểu chị làm trên đây là thì cũng là đang ngủ với ai ngủ trên đây. Thôi thả ra làm gì em chưa phải dài chị. Phải sớm thì nghe người ta làm lắm. Chị làm càng nhanh hơn, càng chị sản xuất càng nhiều hơn, vậy chị càng nhanh hơn. Vừa thôi. Nhanh hơn nhưng mà chị còn cần tiền. Cần tiền á? Ờ, đây chị làm. Tôi hiểu ngày em phương tầm 7 đến 6 tiếng thôi, em không làm vừa đâu. Chị mong muốn một ngày 7 tiếng. Ờ, kiểu, em thì kiểu gì, thứ 7 thì em sẽ được nhiều hơn thứ 7. Lần đầu tiên thứ bảy mình làm gì vậy? Lần đầu tiên lại luôn. Thế là không phải lần đầu tiên lại tuyệt quá. Về sớm mà. Về sớm thì về sớm. Sợ đấy. Về sớm thì ta ít video ta cứ lấy thế. Ta cứ lấy tiếng đúng của ta. Mày đi cái nói gì? Như cái gì cần đấy cần đi sao từ nay chị lại ngồi mình. Nghĩ công nghĩ. Công nghĩ sản xuất video quá đủ. Thế chị này chuẩn bị cút rồi. Chị chỉ liên quan gì? Nó tôi mỏ lên thế chứ đừng chị. Còn với cái này nên chị được tầm giờ em nghĩ còn chưa được 40 video của mẹ. Cái gì? Ta tải một lần rồi. Và đúng là 40 luôn. Nếu mà một mẹ chỉ được 30 đến 20, 20 hơn là cần. Ừ. Đã chị hơn 40. Bây giờ mình sẽ tô lò cái đây chị. Cái tô cái làm vòng cái này lò cái gần cái của chị cái này mới cái này lò cái gì vậy? Vòng làm sao mà phải lo? Một chị, đồng chị, đồng chị, đồng chị đồng thật luôn, chị tăng cân. Chị đi chạy, chị tăng cân. Ờ, đúng rồi. Mày có thể chị béo không? Đi chạy thì nó về, thì kiểu như là nó mọi người mà về mình ăn nhiều, ăn khỏe lắm ấy. Thì mà nó hấp thu vào, thì nó nhiều thôi. Mày có thể chị béo không? Ờ, chị lên là 3-4 cân như thế thôi. Chị lên đúng 2 cân mà. Quay. Chị chơi mày là cái gì? Mày ơi, chị còn không ngờ ấy. Thế mà kêu anh kia ra giả lên làm video vu em. Vu em của chị á. Sao thì cái nhỏ người là đi vu em. Mù mới chở bè. Múc vang.
đang khóc rồi anh Hải, chị đang khóc. Mọi người ơi, thỏ của mình này. Đây nha mọi người. Mọi người ơi, đây thỏ của mình đây. Đó, chị lấy cân lên khủng khiếp luôn, chị còn không nghĩ thế mà tự nhiên vào đây. Bài hôm nay mai phải nghỉ. Đúng rồi. Cái câu này mai nghỉ luôn. Có thấy viết bài cho nhóm hay là anh chị bảo nhóm đâu. Ít ra người bảo cho nhóm nhưng khi kiên mình bảo em như thế. Thế là anh kiên nói với lại thế là con em nghe được. Ai nghỉ anh chưa? Em lại lời cho con nó nở đi. Và sao anh kết nối với em gì? Em còn lâu nghỉ chưa? Anh em còn hai kênh nữa chạy em thôi. Anh cứ đợi chị vừa như vậy chắc chục cây mất. Đại phạt là chị cứ đừng nghĩ. Chị của em, anh quyết là bảo rằng em có một kênh nữa. Kênh giao nam chị nè, chị chưa thôi. Chị quên nhận. Ôi bây giờ thế là sẽ không hay được. Chắc chắn là chắc chắn. Ôi bây giờ chơi đi thôi, để chơi chị quên. Ôi ai sao lại kiếm. Nhưng chúng ta còn mấy. Mọi người ơi, phần tai thỏ của mình là màu hồng này. Phần tai thỏ của mình màu hồng nha mọi người. Mọi người ơi, phần tai thỏ của mình màu hồng. Bây giờ mình sẽ tô mắt ngào các mắt màu xanh đi. Có người đang định mua video của chị mà. Đấy. Em không biết nhưng mà anh kêu có coi video là để cho khách của chị xem. Em khách của anh kia xem. Vãi. Chả biết là có không. Bây giờ mình sẽ tô mắt màu xanh nha. Em đi về phía chân trời, anh về phía mặt trời không em. Mắt của mình màu xanh này mọi người ơi, mọi người. Mắt thỏ của mình màu xanh nha, mắt thỏ của mình là màu xanh này mọi người. Tiếp theo là mình sẽ tô mẹ đây bấm mé cho chị à? Chị kia là đi theo chị đấy nhưng mà chả biết sao mà chắc hết luôn được mà ao luôn. Các bạn ơi, thỏ của mình đây, thỏ của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là thỏ của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây là thỏ của mình này, thỏ của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Từng ngỡ ôm trộm được thế gian rồi, đâu ngờ lại là bao giờ. Bye.